Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Eldo trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em cũng xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em ngày càng được hoàn thiện. Em cũng xin cảm ơn các bác đã có nghiệm cho đã truyền đặt kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay là ngày 11 tháng 6. Em làm cái video test để giới thiệu các bác một chiếc tàu đĩa của hãng Kenwood với model là DP7020. Chiếc tàu này là sở hữu size 44, mặt phay nhôm sơn đen. Chiều cao của nó là 12 cm và chiều sâu của nó là 31 cm. Chiếc tàu này nặng 6 kg. Và nó sử dụng mắt đọc của Soli 150, rất dễ là thay thế và không chắn đĩa. Nó sử dụng hai con giải mã PCM 1701 1701B. Đấy, chất âm của nó rất là trong sáng và chi tiết. Thì dòng đề mới này được sản xuất năm 1990 nên là nó có đồng hồ quát và cửa đĩa ở giữa. Đấy, rất là hiện đại và đẹp mắt. Đấy. Hình thức trưng bày cũng rất là đẹp và sang trọng. Đồng hồ quát lớn. Em xin quay về phần ngoại hình của nó để các bác được chiêm ngưỡng. Thì em về thì hình thức của em nó rất là đẹp các bạn. Không có vết chảy xước này. Xước còn nhỏ nhỏ thôi, xước còn đâu là. Đấy, nó rất là đẹp. Cái đặc trưng của Kenwood là size ngang, size 44 các bạn. Cái nút thì đang là cha đẻ của Akufei. Đấy. Đây phần này là có vết chảy đấy các này, thì em đã chấm ít sơn vào cho đẹp rồi. Đấy, có vết này nhỏ đây. Đấy. Phần này đẹp. Chất âm của cái nút thì bác đi rồi. Đấy, âm thanh cái nút rất là hay. Ở chân rắc lốc mạ vàng. Đấy. Đấy, đường cổng quang. Đây. Nguyên của nó là DP 7020, điện 100V, cường độ tiêu thụ của nó 20W, sản xuất tại Nhật Bản. Xi máy của nó là 91100372. Đấy, dây nguồn của nó dây nguồn to. Em mở cái phần nội thất của em nó ra để các bạn được chiêm ngưỡng. Đấy. Thì mạch của em còn rất là mới. Toàn tụ ELA cao cấp các bác nhé. Đấy, bộ cơ của nó rất chắc chắn. Đấy, hơi bộ nguồn này, đây có hộp này. Đấy, toàn tụ của ELA các bác nhé. Đấy, tất cả những cái tụ ELA. Và có hai con chip giải mã PCM 1701 nằm trong đây. Đấy, nằm trong này. Bắt đọc Soli 150. Đấy, 50 dễ là thay thế và không gắn đĩa. Rất là mới. Thì để trước khi em test vào cái phần test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của em nó thì bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Và các bác đừng tiếc cho em xin một like để kênh ngày càng được phát triển cũng như là kênh được đẩy lên top đầu cho anh em dễ tìm kiếm. Đấy. Thì các bác đăng ký kênh của em nhớ ấn vào cái chuẩn chuông ấy thì vẫn là em đăng tải video mới lên thì các bác đã cập nhật được ngay. Đấy, bác nào yêu thương em thì hãy share kênh YouTube em trên trang cá nhân của mình qua Zalo, Facebook để cho nhiều anh em chơi Eldo trên miền Tổ quốc được biết đến. Nên là cần muốn anh em cần share cho em ở trên trang cá nhân của mình thì cũng là rất là nhiều anh em quan tâm đến em rồi.
Thì buổi tối hôm nay để mà test một cái đĩa CD của Duy Khánh với tên là Lại Mẹ Con Đi để các bạn được thưởng thức. Nhận bài ngay. Nó hiện đèn các bạn. Đấy. 12 bài thì hiện đèn đây, đèn đúng số 12 đây, có được màu đỏ. Đấy. Và khi mình chạy hết đến đâu thì cái đèn nó sẽ tắt. Làng anh muốn sang làng em thì cách nhau.
Dòng sông sâu vì đâu cách chia đôi tình. Dòng sông sâu vì đâu cách chia đôi ngã. Mong nói lại nhịp cầu cho đời thêm tươi. Mong nói lại nhịp cầu cho tình ta không dở dang. Chiều chiều nghe tiếng hò vang. Tình trong Nam Bắc một nhà muôn năm. Mắt đã đọc rất là tốt. Mắt dài nhân một đêm nay đã trôi theo ngày cuối từ khi biết sống trọn cho đời lên. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hờn căm, bởi lời buồn quê hương khóc trắng đêm hơn 10 năm. Em xin phép là dừng video test ở đây. Thì ở trước đầu này em bán giá là 2,3 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.